Việc Gareth Bale đi hay ở Real Madrid vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Cách đây một tuần, chính huấn luyện viên Zidane đã thừa nhận Real đang đàm phán để anh ra đi. Thế rồi Marco Asensio đứt dây chằng và gần như sẽ phải nghỉ cả mùa giải 2019-2020. Mọi chuyện xoay ngược 180 độ và hàng loạt tờ báo lớn Tây Ban Nha đưa tin Bale sẽ ở lại Real. Kể từ khi Bale bắt đầu khoác áo Real vào năm 2013, chân chạy cánh người xứ Wales đã thi đấu 155 trận tại La Liga, ghi được 76 bàn và vượt qua Beckham để trở thành chân sút đến từ Vương quốc Anh thành công nhất tại xứ sở bò tót tính tới thời điểm hiện tại. Bale vô địch Champions League 4 lần cùng Real trong 6 năm qua, anh ghi bàn tại trận chung kết năm 2014 và năm 2018. Cũng phải nói thêm rằng, trước khi Bale đến Real vào năm 2013, Real đã không thể vô địch Champions League trong suốt 12 năm. Theo Who Scored, điểm mạnh của Bale chính là tốc độ, dứt điểm và khả năng đột phá. Điểm yếu của anh là kỹ năng tạt bóng, phòng ngự và đặc biệt là mẫn cảm với chấn thương. Nếu ở lại Real vào mùa tới, nhiều khả năng Bale sẽ vẫn chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải trong sơ đồ 4-3-3 hoặc tiền vệ cánh phải theo sơ đồ 4-4-2 của Zidane. Ở vị trí này, Zidane sẽ có thể lựa chọn Lucas Vazquez để xoay tua với cầu thủ người xứ Wales. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.